Bình mến chào quý cô chú anh chị, mến chào bà con cô bác đang xem kênh của Bình Đen. Thì hôm nay Bình cũng lại tới chùa Tâm Đốc. Thì đặc biệt nhất là bữa nay chùa Tâm Đốc làm tiệc liên quan cho vận động viên nam và nữ. Thì bên cạnh đó cũng có mướn đoàn nghệ thuật Khmer Rong Rong là 3 đêm để biểu diễn nha. Thì bên cạnh đó thì chị Mộng Kha thì cũng đào dò và Bình đã chở tới đây để ngồi uống nước và bán vé số nha cả nhà. Đó cả nhà, thì bên cạnh bên đây thì mình cũng gặp được chị ha. Thì chị ơi, bữa nay mình đi chùa có bằng khen gì nữa hả chị? Có. Dạ. Có giải thưởng. Giải thưởng. Giải thưởng gì vậy chị? Giải thưởng bằng khen rồi tiền. Có rồi. Tiền nữa hả? Trời ơi. Được người 25 triệu. Ê. Trời ơi. Được người có 1 triệu à. Ừ, sao chị? Được người như chị? Ồ, có bằng khen nữa hả? À, tiên dương công đức hả chị? À, chư tăng và ban tiền đâu chị? Không có như em xin tờ chùa Bô Tum Ren Say Tâm Núp. Bô Tum Ren Say Tâm Núp. À, rồi cùng mình cũng được gửi tiền đúng hả chị? Là mỗi người mỗi một vận động viên vậy là bao nhiêu chị? 1 triệu đi. À, mỗi người được 1 triệu luôn hả? Mỗi năm tới 1,5 triệu á. Mỗi năm tới 1,5 triệu luôn hả? Ui. Sao nhiều vậy? Ừ. Vận động viên nữ mình là bao nhiêu người hết chị? 80 người. 80 người. Trời ơi. Mỗi người được 1 triệu rồi một cái bằng lưu niệm. Bằng khen. Đó cả nhà. Wow, cũng rất là tuyệt vời ha. Ừ. Rồi ơi, vậy bữa nay mình qua chùa đãi gì chị? Liên quan nói chung là nhiều thứ lắm. Liên quan nhiều thứ tiết mục lắm hả? Thì đặc biệt nhất là chùa cũng có mướn ba đoàn nghệ thuật Khmer Rong Rong biểu diễn 3 đêm hả chị ha. Ồ, đây cả nhà, đây là nhất nam và nhất nữ luôn á cả nhà. Đó, đương kim vô địch ha, năm 2023 ha cả nhà. Vậy là chị cũng đã lại từ sớm giờ hả? Hơn 1 giờ. Vậy là giờ này cũng chuẩn bị về phải không chị? Dạ, rồi em cũng cảm ơn chị ha, đã cho em biết thông tin ha. Dạ. Đây cả nhà, thì Bình cũng đã chở chị Mộng Kha đã lợi tới chùa Tâm Đốc ha chị Kha. Chào bà con cô bác ha chị Kha. Chào bà con cô bác, chị mình trong nước và ngoài nước. Chị bữa nay ở nhà chị em thấy buồn mà kêu em Bình chở chị qua đi chơi, vừa bán vé số luôn, tới giờ mới chị bán vé số bà con cô bác chị. Rồi giờ sáng giờ mình bán hết rồi phải không? Dạ, chị bán hết rồi cưng ơi. Ồ, dạ. Mấy tờ? Chị 320 vậy á, 340 vậy. 330 tờ. 330 tờ. Dạ. Dạ. Ở bên cạnh đó là giò của chị sao rồi, chân của chị nè. Chị đạp xe không được mới nhờ cưng đi tới nhà chở chị đi đó. Nó lên một nhọt rồi cả nhà. Đây, lên một nhọt rồi nè ha. Chị đạp xe không có được. Trời ơi sưng thù lù luôn rồi. Mang dép không được nữa mà chị gắn sợi vô nè. Gắn sợi vô. Rồi uống thuốc chưa? Dạ. Uống thuốc chưa? Uống cưng mua thuốc cho chị uống rồi. Mua thuốc uống rồi. Rồi hết lần rồi cưng ơi. Uống hết lần à. Thấy đỡ hơn chưa? Cũng đỡ cưng hết đỡ nhất. Đau đỡ đỡ nhất cưng ơi. Dạ. Mà chị cũng cảm ơn cưng nha. Dạ, dạ không dạ. Có gì đâu. Dạ. Tại cả nhà thì Bình cũng hồi sáng đó Bình cũng có ghé qua nhà chị Mộng Kha. Thì cũng có mua thuốc cho chị Mộng Kha và bên cạnh đó thì cũng có mua đồ ăn cho chị Mộng Kha bù dưỡng sức khỏe cả nhà. Dạ. Thì bên cạnh đây thì cái giấc này cũng đã 16 giờ chiều rồi. Thì Bình cũng sẵn dịp như vậy Bình chở chị Mộng Kha đi trả tiền vé số và lấy vé số mới. Nếu mà chị Mộng Kha nghỉ thì không được cả nhà. Tại vì vé số người ta đã sắp xếp sẵn hết rồi. Tới chiều là phải đi lấy. Nếu mà nghỉ thì bên đại lý không biết là giao cho ai. Đó cả nhà. Thì cho nên là chị Mộng Kha cũng phải là lấy vé số 200 tờ để bán vòng vòng trong chùa. Thì bên cạnh đó thì Bình cũng giúp chị Mộng Kha để chở chị qua chỗ chùa để vui chơi. Thì bên cạnh đó thì trong chùa thì rất là nhiều quý Phật tử bà con cô bác biết đến chị Mộng Kha. Thì cũng giúp ủng hộ chị Mộng Kha mỗi người một tờ như vậy ha, cũng được ha chị ha. Chị bán được nhiêu được rồi sáng chị bán tiếp nữa cưng ơi. Dạ. Chị bán chắc cửa 8 giờ, 9, gần 9 giờ mới chị về cưng ơi. Hồi tối chị bán tới gần 11 giờ chị đạp xe co ke, người ta đi về hết, chị còn ở đây bán, đi vòng bán như từng người tờ, 2 tờ chị đi bán. Không, cả nhà, tại vì chị Kha ở nhà một mình á, thì chị Kha cũng rất là buồn. Với bên cạnh đó, nhà chị ở trong nông thôn quê á, nó rất là yên tĩnh, rồi cho nên là chị cũng muốn đi chùa chơi. Chỗ nào mà đông đông vui thì chị cũng rất là muốn. Nếu mà đi tới được thì chị Kha sẽ đi.
Còn mà đi tới không được thì chị Kha sẽ không đi đúng không chị Kha? Không đi đâu, chị đi gần gần thì chị dám đi, còn xa chị không dám đi đâu. Nếu mà bữa nay chị Kha không lấy vé số là chị Kha ở nhà. Ở nhà con ơi. Không có đi bán đâu, tại chân của chị càng ngày càng sưng rồi. Thì thôi chị dắt bà con cô bác đi dạo một vòng chùa đi chị, đi vừa tham quan rồi vừa chia sẻ cho bà con cô bác là trong ngôi chùa Tâm Núp đặc biệt có gì có cái gì đó ha chị. Rồi mời bà con cô bác, cô bác anh chị mình trong nước và ngoài nước đi tham quan chùa Tâm Núp với Kha nha. Mời bà con cô bác chị mình. Mời anh luôn. Chị Kha phía bên bển là sân khấu đoàn nghệ thuật hay sao? Đó sân khấu đoàn nghệ thuật của Ron Ron cưng ơi. Đoàn nghệ thuật của Ron Ron ha chị. Cũng đã chị em mình đi vô từ từ đẳng chơi cưng ơi. Chị ơi đi vô chùa đi, đi chị đi xa ngoài kiếm chỗ nào ngồi uống nước kiếm chỗ ngồi đi chị đó. Đi không ngồi nổi sưng rồi nè cưng ơi. Mang dép không được, mang được cưng. Mang dép không được cưng ơi. Cả nhà đây thì đặc biệt nhất á, thì trong chùa giờ này cũng rất là vắng lặng. Dạ quá nó xa tía vắng đẹp, tại vì trong ngôi chùa thì bán giá. Em mua giùm chị con được rồi, mua chơi chị mới chơi nè, đẹp á. Cái đồ không Kha đúng không? Dạ mua con rắn, mua con rắn để làm gì chị? Em chị mua chơi, mua chơi rắn ngủ ha cả nhà. Như chị. Dạ họ xin 10.000 nữa hả? Nè ơi đây chị đi bán gia số đó cơ. Đẹp á. Nè chú cho con luôn nè, cho con luôn đi chị, thôi đi bán vé số cái 20 quá chị hả? Dạ bán vé số hết rồi, chị bán hết rồi mà tới 5 giờ chị bán nữa. Dạ cảm ơn con ha, chị đi chơi nha. Dạ nè cho bé 10.000 luôn đi, lấy đi. Rồi cả nhà thì chị Kha cũng có một phần chú nhỏ tiền mấy con cái đó chú cho này con cái rồi cho em cái chú đi ăn cho ngang đi chơi cho ma đi chơi cho con. Ở bên cạnh đây thì trong ngôi chùa Tâm Núp thì bùa con buôn bán thì cũng rất là nhiều ha. Đặc biệt nhất thì trong cái khu vực đây thì người ta buôn bán này kia rất đông đó cả nhà. Đây cả nhà, đây chị Mộng Kha cũng đi bán vé số tiếp tại vì trong cái chùa Tâm Núp thì bà con vé số ơi đây em ơi sổ đây bà con ơi mua vé số ơi đây dạ vé số ơi sổ đây bà con của bác chị luôn ơi của chị đi cả nhà mới vé giùm em đi. Dạ mấy anh ơi mới vô vé số giùm em mấy anh ơi mới sổ mấy anh ơi mua tiếp giùm vé nha, tiếp em đi chị, tiếp em vé đi mua sổ chị ha, tiếp em vé đi chị. Dạ anh mua tiếp em vé đi. Dạ mua tiếp em vé đi chị. Mấy chị mua vé cho em mua giùm con vé nha. Dạ. Yeah.